Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Truyền Cảnh Giác được phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Truyền Cảnh Giác liên tục mang đến cho quý vị những câu chuyện lừa đảo với nhiều chiêu trò tinh vi, thủ đoạn ma mảnh của bọn tội phạm. Và điển hình trong số đó phải kể đến những vụ lừa đảo qua mạng Internet. Rất nhiều người đã và đang trở thành những nạn nhân bị mất mát tài sản một cách oan uổng chỉ vì sự thiếu cảnh giác. Câu chuyện sau đây chính là một ví dụ thực tế, sập bẫy kẻ gian chỉ vì một cuộc gọi qua mạng xã hội. Kẻ gian tự xưng là người thân ở nước ngoài. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi có bà chị ruột, nhà bà kế bên nhà tôi, mà bà mới đi nước ngoài được mấy tháng nay. Bình thường thì hai chị em nói chung là thân thiết lắm. Cho nên từ khi bà đi nước ngoài, thì thằng con trai tôi nó mới tạo cho tôi cái Facebook để hai chị em gọi điện video nói chuyện với nhau cho dễ. Sao giờ này chưa thấy gọi về nữa ta? Thường thường giờ này á là ăn sáng, gọi điện 8 rồi. Mà nãy giờ là trễ nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm chiều tối là bà chị bà gọi về cho tôi. Bởi vì hai chị em rảnh mà, ở không đâu có mần ăn gì, nên là hay gọi nói chuyện tâm sự cho đỡ buồn. Bà hay kể tôi nghe về cuộc sống ở nước ngoài, về cháu nội của bà. Mà lạ một cái là bữa đó tôi ngồi chờ hoài cũng không có thấy bà gọi. Bữa nay không biết có bận công chuyện gì không, không biết. Thôi kệ đi, đi xuống nè, lấy cái chén muối lên chút đi tính. Đây. Ê, đi vô lấy miếng muối chấm rồi. Có tin nhắn nè, mà chị nhắn về nè. Đang ở đâu đó? Trời đất ơi, bữa nay hỏi gì kỳ vậy? Tôi đang ở nhà, chứ ở đâu? Gọi điện về nè. Alo. Lúc á, bà chị gọi cho tôi á, là bên nước ngoài đang buổi sáng, thì mình là chiều tối, thì bên đó là buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, cứ tới giờ này á, là bà sẽ gọi cho tôi. Nhưng mà chưa kịp nói chuyện câu nào á, là cúp máy á, mất tiêu rồi. Sao mới có alo mà tắt máy rồi? Bấm lại coi. Sao không gọi được vậy ta? Nhắn tin nữa. Đang đi ngoài đường, tập thể dục, mạng yếu quá. Trời ơi. Lúc đó tôi thấy cũng có chút kỳ kỳ. Làm vậy nè, bà chị tôi á, bà bị đau bao tử, nên là bà kỹ tính mấy cái chuyện ăn uống lắm. Ngày nào cũng ăn sáng rất là đúng giờ. Thông thường á, mỗi ngày vào cái giờ này là bà sẽ vừa ăn sáng vừa gọi điện cho tôi nói chuyện. Mà tự nhiên hôm nay á, vào cái giờ này bà lại tập thể dục. Nào giờ á, bà đâu có cái thói quen tập thể dục đâu. Thiệt tình á, là lúc đó thấy lạ lạ, nhưng mà tôi không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Vậy thôi, ngày mai gọi nha. Bà này bữa nay bà tập thể dục nữa. Thường ngày là điện thoại tám rồi khoe cháu nội này kia cái nọ nữa. Nhắn gì nữa đây ta? Có chuyện nhờ chút, có người bạn ở bên đây mới về Việt Nam để lo đám tang cho gia đình. Đi gấp quá
mà không có mang theo nhiều tiền. Bây giờ ở bên này mà gửi về á, 2-3 ngày mới nhận được. Giúp chuyển giùm cho họ số tiền được không? Rồi mấy hôm sau họ sẽ gửi lại, trả lại. Đọc xong tin nhắn đó, tôi vừa thấy thương, vừa thấy tội nghiệp. Ở bên nước ngoài mà phải vội vã chạy về lo đám tang cho người thân ở Việt Nam, chắc là đau lòng lắm. Tôi nghĩ chứ gia đình người ta tan gia bối rối, mình giúp được gì thì giúp, giả lại chỉ là mượn tiền thôi mà. Bà chị tôi nhờ tôi chuyển tiền giùm cho người ta, rồi bà sẽ gửi tiền về trả lại cho tôi. Họ chỉ mượn thôi rồi trả lại, mình cũng đâu có mất mát cái gì. Với lại người đứng ra nhờ mượn tiền là chị ruột của mình mà, có gì đâu mà phải lo. Thì lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi đó. Trên thực tế, những tin nhắn này không phải do chị ruột của bà Nhung ở nước ngoài nhắn về, mà là chiêu trò của một kẻ lừa đảo mạo danh. Có thể thấy đối tượng rất gian xảo khi cố tình đưa ra lý do tang lễ để nhờ bà Nhung chuyển khoản giúp. Những lý do như thế này liên quan đến chuyện buồn, thường sẽ dễ tác động vào tâm lý của con mồi, lại còn có cớ để yêu cầu chuyển tiền gấp gáp. Liệu bà Nhung có sập bẫy kẻ gian hay không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trời đất ơi, tội nghiệp quá vậy. Mà giờ làm bằng cách nào đây ta? Để nhắn nè. Mà bao nhiêu tiền lận? Một trăm triệu lận. Ô. Hên sao á, lúc tôi định chuyển tiền thì thằng con trai tôi về tới nhà. Tôi có cái tài khoản ngân hàng, cũng biết tự chuyển tiền, nhưng mà già cả rồi không có rành với cái thiết bị công nghệ như tụi trẻ, thao tác chậm lắm, nên mỗi lần cần chuyển khoản này nọ thì tôi hay nhờ con trai nó chuyển giùm cho lẹ. Mẹ mới về. Ủa con ơi, con về đúng lúc lắm. Này nè, vì ba con á là mượn, hỏi mượn tiền, con chuyển giùm cho mẹ đi. Dì ba cần tiền gấp. Nhiêu mà? À, 100 triệu. 100 triệu luôn hả? Ôi dì ba cần cái gì mà tới 100 triệu dữ vậy mà? Không phải, bạn của dì ba bên đây nè, nhà có đám tang mà về gấp quá, không có đem nhiều tiền. Mà nếu mà tự bển gỡ về thì 2-3 ngày nữa mới nhận được. Nên dì ba nhờ mẹ chuyển giùm cho người ta mượn, rồi xong đám á, người ta bển ta gửi về trả cho mình. Dạ rồi, dạ rồi. Nè, cái số tài khoản ở đây nè. Để con chuyển giùm mẹ cho. Ủa mà con thấy lạ lạ nha. Mấy bữa là dì ba hay gọi điện trực tiếp cho mẹ luôn mà sao tự nhiên bữa nay nhắn tin vậy? Thì có gọi, rồi nói được alo, rồi tắt luôn cái nói bên bển bị mạng yếu. Đang đi ngoài đường hả? Mạng nói chuyện không có được. Mạng yếu á? Mà bà này cũng lạ nha. Thường á hen là sáng nào bà cũng ăn uống đúng giờ đúng giấc, rồi xong á lịch trình của bà ngày nào cũng đều như vậy. Ăn xong rồi lên là chơi với cháu nội. Chứ tự nhiên bà nhắn với mẹ hôm nay là đi tập thể dục ngoài trời nên mạng yếu, không liên lạc được. Ủa rồi cái lúc gọi điện là mẹ có thấy mặt, có nghe tiếng gì không? Không có thấy mặt, thấy mặt nói gì. Mới điện cái alo cái cúp máy luôn à. Rồi cái nhắn tin. Bình thường á là bà nói chuyện với mẹ, trời ơi, không có dứt cái điện thoại luôn á. Nói quá trời, khoe cháu nội rồi khoe đủ thứ chuyện trên bệnh. Mà tự nhiên bữa nay á, nói mạng yếu, rồi không có nói chuyện được. Con thấy có gì sai sai không đúng ở đây nha mẹ. Sao không đúng con? Nè, bây giờ mẹ coi đi. Trước tiên á, là cái thói quen của dì ba mà gọi điện về nói chuyện với mẹ là nói thao thao bất tuyệt luôn, có bao giờ dứt cái điện thoại ra đâu, đúng không? Rồi cái nữa tự nhiên hôm nay là bình thường á là phải đi ăn sáng rồi chơi với cháu nội rồi gọi điện về khoe với mẹ, nó đúng lịch trình là vậy. Tự nhiên đột xuất bữa nay cái đi đâu đó ngoài trời, rồi cái mạng yếu, mẹ không thấy kỳ hả? Ừ, con nói thì mẹ thấy cũng. Còn chưa hết nè, mẹ coi tin nhắn nè. Đó, có phải mà bình thường nói chuyện với mẹ là xưng hô tui bà đàng hoàng đúng không? Mẹ coi nhắn tin nè, cọc lóc à, có chuyện nhờ. Có người thân, bạn thân gì đó về bên Việt Nam có đám tang mà đi gấp quá không mang theo tiền,
Gửi tiền bên đây thì 2-3 ngày mới qua tới. Nhờ chuyển giúp một số tiền được không? Rồi ít bữa trả lại cho. Nói chuyện không có chủ ngữ dị ngữ, không có nhân xưng ai với ai hết. Nghe kỳ lắm, không phải dì ba. Bây giờ sao? Con Nghi đây không phải là dì ba. Hay nhiều khi nói chuyện điện thoại thì khác, mà nhắn tin nó gấp quá nó khác thì sao con? Mà đúng là cái Facebook của dì ba liên lạc với mẹ mà. Con Nghi đây không phải dì ba, mà tại vì mẹ không có rành Facebook đâu. Thấy thì thấy vậy thôi, chứ thực ra giờ có cái vụ mà có nhiều cái đối tượng người ta lừa đảo, người ta hack Facebook lắm. Là người ta sẽ lấy cái Facebook đó giả mạo làm cái người đó, rồi vô danh sách bạn bè của họ nhắn tin hỏi tiền người này, mượn tiền người kia. Rồi cái người kia tưởng đây là người thân của mình, người quen của mình, cũng tin tưởng mà cho mượn tiền thôi. Cuối cùng vỡ lẽ ra thì đó là cái kẻ lừa đảo. Yeah. Bây giờ cái trường hợp này xảy ra nhiều lắm rồi. Vậy giờ con tính sao? Mẹ có cái số điện thoại của dì ba ở bển không? Có cái mã dùng quốc tế không? Con bấm vô con gọi mẹ nói chuyện trực tiếp luôn. Có trong này nè con. Đó, mình luôn trong này nè. Rồi để con gọi cho mẹ nói chuyện. Rồi, đó, để dì ba alo cái mẹ nói chuyện thử coi. Alo. Alo. Chị ba hả? Phải hồi sáng tới giờ chị nhắn tin chị mượn tiền tôi không vậy? Cái gì? Tôi mượn tiền của bà hả? Mượn tiền của bà để làm cái gì? Mà mượn hồi nào? Trời đất ơi, vậy sao sáng giờ bà không gọi điện cho tôi mà cứ nhắn tin không à? Hồi sáng giờ tôi đâu có vô được Facebook đâu. Không biết bị làm sao nữa. Cái Facebook tụi tôi nó tự thoát ra. Rồi tôi đăng nhập vô thì nó báo là nó sai mật khẩu. Thành ra tôi chưa có gọi cho bà được á. Dạ alo dì ba ơi, con Hưng nè. Vậy hồi sáng giờ là cái Facebook của dì ba đó là có ai lấy rồi nhắn tin mượn tiền mẹ con lên tới 100 triệu lần đó. Trời đất ơi, chết rồi, rồi mẹ con có chuyển tiền không? Dạ chưa có kịp chuyển thì con kiểm tra lại con thấy con nghi nghi rồi. Bây giờ vậy nè dì ba, dì ba nhờ ai ở bển nó kiểm tra lại đi, rồi kêu người ta lấy lại cái mật khẩu Facebook cho dì ba. Chứ đừng có để mấy cái kẻ lừa đảo đó, nó đi lừa tiền người này lừa tiền người kia là chết luôn á nha dì ba nghe. Ôi trời, nguy hiểm quá. Rồi. Dạ rồi. Trời, hên ghê chưa. Xít nữa là đi tông 100 triệu rồi. Ghê quá. Vậy là đã rõ, bà ba không hề mượn tiền bà Nhung như những gì thể hiện trong tin nhắn, mà thực chất người đứng đằng sau tin nhắn này lại là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Đối tượng tìm cách hack tài khoản Facebook của bà ba dựa vào tin nhắn trong Facebook. Kẻ gian có thể biết được những ai là người thân thiết với chủ nhân Facebook này. Biết bà Nhung thường xuyên liên lạc với bà ba nên đối tượng đã mạo danh là bà ba gọi điện video cho bà Nhung nhưng lại không lên tiếng vì sợ bị phát hiện. Sau đó thì chuyển qua nhắn tin đưa ra một lý do để mượn tiền. Nhưng rất may là vụ lừa đảo đã kịp thời bị phát hiện trước khi nạn nhân bị sập bẫy. Khi nhận được những cuộc gọi tin nhắn qua mạng xã hội yêu cầu mượn tiền, người dân cần hết sức đề cao cảnh giác. Tốt nhất nên chủ động gọi điện cho người mượn tiền thông qua số điện thoại, trao đổi cụ thể về việc mượn tiền, cố gắng kéo dài cuộc gọi và quan trọng là phải xác nhận thật rõ ràng xem đây có đúng là giọng nói của người quen hay không. Để chắc ăn hơn, sau đó nên gọi thêm cuộc gọi video với những người mượn tiền. Lưu ý, cuộc gọi cần phải kéo dài trong khoảng thời gian vừa đủ. Nếu cuộc gọi video kết thúc chỉ sau vài giây hoặc cuộc gọi không thấy rõ hình hay bị mất tiếng thì cần phải thận trọng vì không loại trừ khả năng đây chính là chiêu trò của kẻ gian. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ xin gửi về địa chỉ truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ con Huy xin chào và hẹn gặp lại.